Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Nguyệt Đồng Xoài của tác giả nhà văn Lê Xuyên, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 4. Bích Ngọc như tin tưởng ở một sự tắc thắng cuối cùng nào, điềm nhiên đứng dậy, đoạn cúi xuống tìm tay Hải nếu kéo anh ta đứng lên theo. Cô cười nhẹ rồi lên tiếng như để vỗ về: "Em quý anh quá nên cự nữ anh vậy thôi. Em cũng không trách anh quen với ai đó. Em không muốn tìm hiểu làm gì. Em chỉ cần biết phần em là đủ. Và nói nào ngay, em chỉ mới tính chuyện làm quen thật sự với anh ngay từ ban chiều này mà." Hải ngượng nghịu nói cầm chừng: "Thì có gì đâu." Bích Ngọc nói tiếp bằng một giọng kẻ cả: "Em đã biểu anh đừng lo gì hết. Và dầu mình có lo thì cũng chẳng đi đến đâu. Đã có ba má của mình chi, như vậy không phải khỏe hơn không? Và ba má của mình thì chắc ăn hơn hết. Em nghe ba má em cũng có tính đến chuyện tương lai cho hai đứa mình." Hải chừng hững: "Bộ có chuyện đó nữa sao?" Bích Ngọc dặn lại: "Đó là chuyện nguy hiểm chết người hay là chuyện bậy bạ gì sao hả?" Hải ấp úng: "Đành rằng vậy, nhưng chắc hai bác ở bển không biết chuyện riêng của anh." Bích Ngọc xì một tiếng: "Ôi, ăn thua gì, người lớn họ đâu có đếm xỉa đến mấy thứ chuyện tầm khào đó. Ba má em cũng mới lắm chứ bộ. Nhưng còn anh..." Bích Ngọc đỡ lời anh ta một cách xui rót: "Còn anh, miễn là anh không chê em, không chê gia đình em là được." Hải nhăn nhó: "Chuyện này rắc rối nhiều hơn em à." Bích Ngọc chụp hỏi liền: "Vậy anh có chê em cái gì không? Đành rằng mình không bằng minh tinh cine, nhưng em cũng không đến nỗi xấu ỉnh mà. Bộ em đi bên anh thì em sẽ làm tối hù anh luôn sao?" Hải dịu giọng: "Ai chê Ngọc xấu hồi nào đâu." Bích Ngọc hỏi tới: "Vậy chê tánh nết em sao? Đã đành rằng em không được dịu dàng hiền hậu, yểu điệu thục nữ thiệt, nhưng em bậy bạ chỗ nào không? Nghĩ sao nói thiệt đi." Hải bật cười: "Thanh Ngọc hồn nhiên, trẻ trung yêu đời." Bích Ngọc gạt ngang: "Xí thôi, không ai biểu nịnh. Người ta chỉ hỏi có hư xấu, có bậy không vậy hà?" Hải ngập ngừng: "Cái đó thì không. Nhưng Ngọc hỏi hơi bạo." Bích Ngọc làm mặt rành: "À, anh muốn nói em bạo. Bạo thì nói bạo phức cho rồi, chứ còn hơi khỉ gì nữa. Đúng y bon như vậy. Nhưng chỉ bạo với anh vậy thôi. Mà anh biết tại sao không?" Không đợi cho Hải trả lời, Bích Ngọc lên giọng giảng giải luôn: "Vì em nghe ba má em tính chuyện cho hai đứa mình, đó là một. Và vì em đã quý anh từ lâu, đó là hai. Và vì em nghe đồn anh lang bang với người nào đó. Như vậy em còn đợi gì nữa hả anh? Ý trời ơi, không bảo với anh thì anh làm như ở trên quả đất này không có một người con gái nào bằng xương bằng thịt khác biết mến anh sao? Như thế có phải là một tội nặng không?" Hải như một người bị ngợp thở trước những lời nói dồn dập và xui rót của Bích Ngọc. Anh ta chỉ còn biết lắc đầu: "Không, anh có nói gì đâu." Bích Ngọc cặp lấy tay anh ta hễ hả: "Như vậy là đủ quá cho em rồi. Em không xấu, em không sợ mất anh." Hải sửng sốt nhìn lại Bích Ngọc và có cảm tưởng những lời cô ta có giá trị như là những lời phán quyết của số mạng. Anh ta không dám nói năng gì thêm nữa, vì sợ Bích Ngọc sẽ càng dồn mình vào chỗ phải tin thêm rằng cô ta nói đúng và mình chẳng có lối nào khác để thoát chết. Mặt khác, anh ta không khỏi không khâm phục sự chững chạc của Bích Ngọc. Hình như cô ta tin tưởng rằng cô ta sanh ra đời là để cô ta thành công. Bích Ngọc lặng lẽ cặp tay Hải, dẫn anh ta đi chậm chậm như một người khỏe mạnh dìu một người ốm đau. Rồi chính Bích Ngọc lên tiếng trước: "Bây giờ mình về nhắn anh." Hải thẫn thờ lặp lại lời cô ta: "Ừ, mình về." Ra đến xa lộ, Bích Ngọc kêu lạnh và ôm lấy hông Hải. Hải bắt đầu nhớ đến những giây phút mà Bích Ngọc nằm gần gũi bên mình trên lề cỏ phía sau đám dừa nước.
Ánh đèn pha sáng rực của mấy chiếc xe hơi chạy tới, liên tiếp soi rõ hai người. Bích Ngọc chắc lưỡi liền miệng và nhõng nhảnh kêu: "Mấy chiếc xe hơi này kỳ thế mồ." Lúc này Hải hết còn nhớ đến mấy ánh đèn le lói giữa đồng cùng tiếng kêu ríu rít của con chim le le bay vội ngang trời. Ông Hưng Phát quăng cặp da lên bàn, vui vẻ nói: "May quá, tao vừa lo xong cho mày chuyện này." Hải giật mình: "Chuyện chi vậy ba?" Ông Hưng Phát vừa mạnh tay cởi cà vạt ra, vừa đáp: "Chuyện thi cử." Hải thở ra, hỏi cầm chừng: "Thi cử sao đó ba?" "Thì phải lo cho mày đâu. Con cũng học khá chứ ba." "Y thôi, tao tính cái gì cũng phải cho chắc ăn hết. Tao quen theo lối làm ăn kinh doanh rồi. Mày học khá tao cũng mừng, nhưng tao không muốn có chuyện may rủi gì hết. Phải nhầm lúc thường thì mày có trượt vỏ chuối cả chục keo tao cũng bất cần. Tao không phải là hạng người ham chuộng hư danh, ham chuộng bằng cấp. Tao đây tao có bằng cấp khỉ khô gì đâu." Hải bật cười: "Vậy chứ ba lo cho con chi vậy?" Ông Hưng Phát ngồi mạnh lên nệm ghế, duỗi thẳng chân ra để tuột giày, nhưng mắt vẫn ngó con trai lườm lườm. "À, không lo cho mày sao được. Mày mà thi rớt một cái thì đến lượt đi quân dịch chứ còn gì nữa." Hải nói đùa: "Bất quá đến chừng đó ba chạy cũng dư được mà." Ông Hưng Phát ngồi thẳng người lên: "Thiệt mày không có óc tính toán gì hơn. Nói một chút xíu đó tao cũng đủ biết mày còn ở vào cái cỡ ăn chưa no lo chưa tới. Đến chừng đó không phải là tao bó tay để nhìn mày đi quan trung, nhưng mày không hiểu rằng tao sẽ mất công nhiều hơn và tốn hao nhiều thêm hay sao?" Hải lắc đầu: "Thiệt ba tính đâu khích khao đó." Ông Hưng Phát dựa ngửa, hai bàn tay xòe ra nhịp nhẹ lên thành ghế, giọng tự nhiên: "Tao là người làm ăn mà mày, cái gì cũng vậy, tao phải thấy trước, phải lo trước cả mấy cây số, mà nhiều khi còn trật bàn đạp nữa thay." Hải không mấy vui khi nhận thấy hễ hở ra một việc gì hơi quan trọng một chút là đã có cha mình lo trước sẵn từ hồi nào rồi. Anh ta bước lại bàn, tái máy đưa tay nghịch chiếc cà tàn thuốc lá bằng thủy tinh trong suốt, trên có hình một cô gái khỏa thân nằm nghiêng, và nói trống không: "Con cũng phải lo thi đậu chứ bộ không sao?" Ông Hưng Phát gật gù: "Mày được cái đó, nhưng tao đã nói là tao không muốn có chuyện học tài thi phận ở thời buổi này. Ngoài cái chuyện lính tráng ra, nói nào ngay tao cũng muốn mày kiếm thêm một vài cái bằng cấp cho bự một chút." Hải muốn kiếm cách bắt bẻ cha mình: "Sao ba nói là ba không ưa hư danh, chuộng bằng cấp?" Ông Hưng Phát cười xòa: "À, cái đó là tao đây, với mày thì khác. Mày không thể phân biệt với tao được. Đâu phải người nào tay trắng không một mảnh bằng lận lưng như tao đây mà rồi cũng có thể làm ăn lớn được. Người lơ mơ như mày, nội cái việc cơ sở làm ăn để lại đây, mày không chắc gì giữ nổi chứ đừng nói gì khác. Tao có thấy mày biết lo, biết tính toán gì đâu nè." Hải cố chống chế: "Sau này con làm nghề khác." Ông Hưng Phát cười ngất: "Đừng có nói nữa mày ơi. Nghề khác gì hả? Thời buổi này có bằng tú tài đôi đàng hoàng kia mà còn thất nghiệp sặc gạch kia kìa. Mày nhắm coi mày sẽ làm cái nghề ngỗng gì để có nổi một căn nhà, một cái xe hơi của mày. Sau này như tao đã lo cho mày đây nè. Tao được ông bà thương cho làm ăn phấn chấn thì tao phải ráng cho mày khá khá một chút mới được." "Nghĩa là có bằng cấp cao?" "Chớ sao. Mày thì không thể nào nối chí của tao được, nhưng mày là một ông bác sĩ, một ông kỹ sư, một ông luật sư thì được. Mà dầu có nối chí tao đi nữa, mày phải là kiến trúc sư thì mới coi được. Chứ chẳng lẽ tao để mày bắt đầu bằng vô làm cai thầu như tao hồi trước sao? Nội bấy nhiêu đó mày cũng đủ thấy rõ là mày tốt số hơn tao nhiều." Nói đến đây, ông Hưng Phát triều mến nhìn lại cậu con trai, hễ hả tiếp lời: "Cha mẹ ráng làm ăn cho khá giả cũng là để lo cho con cái. Chứ chả lẽ tao với má mày kiếm ra tiền để ăn xài phỉ phê rồi hết chuyện hay sao?" Hải nói xa gần: "Con còn mấy đứa em nữa chứ bộ hết sao?" Ông Hưng Phát nhíu đôi mày rậm: "Từ đứa lớn cho đến đứa út gì tao cũng phải lo đầy đủ hết. Tao không để cho đứa nào phá ngang đâu." Ông ta ngừng lại để thở ra, rồi bắt qua kể lể với Hải: "Gia đình mình đã ngôi đầu lên được như vậy, kể ra cũng trần ai cực khổ lắm chứ bộ khi không tao trúng liền mấy cá cặp ba số độc đắc hay sao? Giữ cho nó được hoài cũng chẳng dễ gì. Nếu dễ thì tội gì tao phải xông xáo mỗi ngày.
mà không biết giữ để cho nó tuột xuống lần này thì khổ lắm mà Hải à. Nói thiệt với mày nha, bây giờ bắt tao trở xuống làm nghề cai thầu kiếm ăn lắt nhắt ngày hai buổi cơm, cởi xe gắn máy đi làm thì chắc tao chịu không thấu đâu. Còn tụi bay nữa chi, bây giờ mà đem dồn anh em tụi bay về ở chui rút trong một căn nhà tôn bằng cái lỗ mũi ở khu bàn cờ thì chắc tụi bay cũng không chịu nổi. Rồi sáng sáng bắt tụi bay ních vô một hai đồng bạc xôi đi học thì tụi bay có méo mặt không? Ngay lúc này đây, tuần lễ nào mà tụi bay không được đi xem cine một lần, thiếu điều tụi bay muốn xuống đường chứ đừng nói chi khác. Đã xem cine ở rạp lớn mà còn ăn kem mười mấy đồng một cây, ý trời ơi! Hồi tao còn nhỏ cỡ như bay, lâu lâu mới mút được một cây cà lem thứ một đồng bây giờ đó. Tao cũng đủ mừng thấy ông bà ông giải chứ đâu có tỉnh khô như tụi bay hiện giờ. Mày lớn rồi chắc mày cũng phải biết nghĩ tới mấy chỗ đó. Cái gì tụi bay cũng có phủ phê hết nên tụi bay tưởng như là trời sanh ra là có sẵn như vậy hết trơn rồi. Hải lúng búng một câu ngốc nghếch. Tại tụi con có ba má. Ông Hưng Phát cười khẩy. Thì đó, tại có tao với má mày nên tụi bay ỷ y rồi tụi bay không biết gì hết trơn. Con cũng có trí óc vậy chứ ba? Ông Hưng Phát điềm nhiên hỏi lại. Mày có trí óc, mà trí óc của mày đã chịu, đã biết nhận xét ra cái gì chưa? Đây, tao hỏi mày một câu giản dị, mày có biết hiện nay giá sinh hoạt mắc mỏ không? Hải cười đáp. Cái đó ai mà chẳng biết. Ông Hưng Phát hất hàm. Biết làm sao? Đâu, mày nói thử tao nghe coi. Hải không dè mình lúng túng vì một câu hỏi tầm thường ấy. Thì sinh hoạt mắc mỏ là cái gì cũng lên giá hết. Ông Hưng Phát cười mỉm. Mày trả lời sao đúng bon à. Nhưng lên giá là sao? Lên bao nhiêu mày biết không? Hải cãi lại. Con có đi chợ mua bán đâu mà con biết. Lên giá là không còn giữ giá cũ nữa, chứ sao ba hỏi? Ông Hưng Phát gật đầu đắc thắng. Ừ, tao biết lắm mà. Mày chỉ nghe nó lên giá lơ mơ vậy thôi, chứ có biết khỉ khô gì. Ngày nào mày cũng có quà sáng cho đủ thịt cá, đủ tráng miệng, hai bữa cơm dựng sẵn cho mày, thì chuyện lên giá sinh hoạt đối với mày không có ăn thua ăn nhầm gì hết. Nhiều lắm là mày cũng chỉ nghe nói nghe đồn hay đọc trên mặt báo là cùng. Chứ còn tao với má mày, hễ giá sinh hoạt nhích lên một chút là biết ngay. Tao với má mày liên hệ trực tiếp vô đó. Còn tụi bay ở lưng chừng trời, lưng chừng mây mà. Hải ráng cãi. Thì cha mẹ nắm lấy ngân quỹ gia đình nên phải biết rõ, cái đó đâu có gì là lạ. Ông Hưng Phát trề môi. Sao mày không nói là tại tao với má mày không để tụi bay thiếu thốn một cái gì hết? Chỉ có tụi bay được hưởng mọi thứ phủ phê nên tụi bay mới không có một ý thức gì hết về đời sống khó khăn. Chứ tụi con nhà nghèo, nhà lao động nó biết hết trơn. Hải hỏi khích. Sao tụi nó giỏi vậy ba? Ông Hưng Phát vênh mặt lên. Chẳng có giỏi khỉ gì hết á. Chẳng qua làm gì cha mẹ của tụi nó không được dễ thở như tao với má mày. Đây, tao kể cho mày nghe một chuyện mà tao mới nghe thấy hồi sáng hôm qua. Tao lại săn chê sớm và tao gặp đứa con lên 7 lên 8 gì đó của anh gác sở xin tiền ăn bánh trước khi đi học. Ba nó cho nó một đồng như thường lệ, nhưng thằng nhỏ lưng khưng không chịu lấy, đòi thêm một đồng nữa. Tao thấy vậy tao tưởng đâu thằng nhỏ này cũng thuộc vào thứ hạng nhõng nhẽo dòi vĩnh cha mẹ. Tao vốn không ưa tính nết ấy nên tính bước lại la rầy thằng nhỏ. Nhưng tới chừng tao nghe anh gác quát nạt con. Tại sao hôm nay mày lại đòi thêm một đồng nữa hả? Để mua cái gì? Và thằng nhỏ vừa cằn nhằn vừa trả lời. Mấy bữa nay con mua một đồng xôi, người ta bán cho con có một chút bẻo, ăn không no. Nói đến đây ông Hưng Phát xòe bàn tay ra quơ trước mặt như để phân bua với Hải. Đó, mày coi, đứa con nít nhà nghèo mới 6-7 tuổi mà nó còn biết đời sống bây giờ khó khăn ra làm sao. Cố nhiên là nó không cắt nghĩa như mày rằng vì giá sinh hoạt lên cao hay như kiểu mấy ông kinh tế học. Nhưng có điều chắc mẻm là nó biết và nói rêm mình liền, chứ đâu có như tụi bay. Hải nín thinh và không thể cãi lý với cha mình được nữa. Ông Hưng Phát nhìn con dịu giọng lại. Bởi vậy tụi bay chỉ được cái phước như vậy thì tao chỉ xin một điều dễ ợt là tụi bay cứ ngồi mà hưởng và để yên cho tao lo cho tụi bay hưởng được như vậy hoài hay hưởng nhiều hơn nữa. Nè Hải, mày nghĩ coi tao có đòi hỏi mày cái điều gắt gao dữ dội quá không?
Hải cảm thấy khó chịu thêm vì cho rằng ba mình chỉ hỏi một câu chiếu lệ, một câu để cho mình không thể trả lời gì khác được. Tuy vậy anh ta cũng lên tiếng: "Như vậy ba không khuyến khích óc tự lập của con cái?" Ông Hưng Phát cười lớn: "Chắc mày tính đem chuyện bên Mỹ ra nói cho tao nghe chắc. Chuyện con của mấy ông vua kỹ nghệ đi làm phổ kỳ, đi bán báo. Thôi đi mày ơi, mày càng nói ra thêm câu gì thì tao biết mày sống mà chân không chấm đất. Xứ mình chứ có phải đâu là xứ Hoa Kỳ mà mày nói vậy. Tự lập để cho mày đi tự tử sao? Tao nói với mày nhiều rồi, tao không muốn thử cái gì nữa hết. Cái gì tao cũng phải tính cho chắc ăn tao mới chịu." Hải còn ráng nói: "Rủi sau này..." Ông Hưng Phát gạt ngang: "Tao không ưa chuyện rủi mai gì hết." Hải chợt nhớ đến Nguyệt và đâm ra nói bướng: "Thì ba để con thử." Ông Hưng Phát trề môi: "Để mày thử? Tại sao tao phải để mày thử? Mà mày thử để làm cái gì mới được chứ? Thôi thường người ta nghèo, người ta khổ nên người ta mới thử, để mai thì ngôi lên. Con rủi thì cũng vậy thôi. Nghĩa là người ta tính bề gì cũng không có lỗ thêm nữa nên người ta mới thử. Chứ mày ở đây mày ngồi đó mày cũng có đầy đủ, thì mày còn thử cái nỗi gì nữa? Thử theo cái điệu của mày thì chẳng khác gì một người đánh dì dách với bài trên tay, đã kéo lên đến 21 mà còn đòi rút nữa. Thử coi mày như vậy đó, hay là mày còn có cái mánh khóe gì ghê gớm nữa mà tao chưa được biết." Hải cau mày nói: "Nhiều khi người ta muốn làm theo ý thích của mình." Ông Hưng Phát gật cù liền: "Đúng. Ngài đến tao đây mà lắm lúc tao còn cao hứng hoặc nổi sùng vì một việc gì, tao cũng muốn bỏ mẹ nó hết để làm theo ý thích của mình. Nhưng đâu có được mày. Tao phải ráng ép lòng để giữ y như cũ. Tao đâu có thể nào sống riêng một mình tao được. Còn má mày, chị mày, còn mấy em mày, nếu chỉ có một mình tao, có lẽ tao cũng thả rê chứ chẳng có thèm gì phải làm cho mệt để làm giàu như vậy. Tiền tao làm ra tao xài riêng cho phần tao, đâu có bao nhiêu mày." Hải lại nín thinh. Anh ta càng muốn tông ra thì càng thấy mình thêm vướng mắc trong màn lưới chăm lo khích rịch của ba mình. Hải càng khổ sở thêm vì dư biết rằng mình không thể quán trách ông Hưng Phát một điều gì được. Đó là một người cha tận tình lo cho con cái. Hải không tán thành cái lối đó nhưng cũng nhìn nhận là nó hợp lý. Thấy cậu con trai chỉ sụ mặt xuống chứ hết còn ngo ngoe gì nữa, ông Hưng Phát hài lòng nhưng không muốn tự lộ ra vẻ đắc thắng của mình. Ông chỉ thân mật tìm cách gợi lãng ra: "Sao lúc này có gì lạ không Hải?" Hải như người tròn dậy chớp mắt: "Cái gì lạ hả ba?" Ông Hưng Phát mỉm cười độ lượng: "Thì về phần mày, tao thấy bộ gió của mày không mấy được tươi tỉnh. Đi Đà Lạt về mà chẳng ăn thua gì sao? Có đau ốm gì không?" Hải cười gượng đứng thẳng người lên: "Dạ cũng như thường." Ông Hưng Phát khẽ lắc đầu: "Mày nói vậy chứ tao thấy mày có vẻ chao đau à. Ê, trai mới lớn như vậy là không tốt đó ngang." Ông đảo mắt nhìn quanh đoạn thấp hẳn giọng xuống để hỏi Hải: "Hay là mày đang ở vào thời kỳ bí quá rồi làm bậy làm bạ trái luật tự nhiên nên mới kém tươi tỉnh như vậy? Cái đó có hại cho sức lắm ngang, nhất là mày còn đang sức lớn." Biết ông Hưng Phát muốn nói gì, Hải vừa mắc cỡ vừa bực mình. Anh ta hơi to tiếng: "Không phải vậy mà ba." Ông Hưng Phát vẫn ân cần: "Không có thì càng tốt. Mà nếu có lỡ có thì cũng chẳng sao. Nếu mình kịp thời biết giải quyết vấn đề ấy, chuyện trời xanh mà Hải. Và chẳng có gì phải giấu giếm mắc cỡ. Làm cha mẹ ở thời buổi này còn phải biết để ý đến mấy thứ chuyện đó con cái. Như vậy mới tránh được những sự nguy hại. Có lần ba đã nói với con về việc này. Ba không cấm cản gì nữa hết, mà dầu có cấm cũng chẳng được. Có điều ba khuyên con không nên lén lút làm chuyện trái với lẽ tự nhiên của trời đất, mà cũng chẳng nên học đòi với chúng bạn đi chơi bời bậy bạ." Hải cằn nhằn: "Không có mà ba." Ông Hưng Phát chắc lưỡi: "Sớm muộn gì mày cũng phải nghe theo ba cái thằng bạn của mày rủ rê đi chơi bậy." Hải nói: "Cái gì ba cũng cho con là bậy hết." Ông Hưng Phát cười lạc: "Tao nói cái gì cũng có ngăn hết. Mày với mấy thằng bạn mày có đi chơi thì bất quá mỗi tháng cũng chỉ kiếm cách nới ra được 50-100 là cùng. Với số tiền đó tụi bay cũng chỉ có nước lũ vô mấy cái xóm lụp sụp dơ dái chứ đi đâu nữa. Rủi bị bệnh dễ như chơi, tai hại là chỗ đó đó. Đó là tao chưa nói đến trường hợp bị bố ráp
rủi ro một cái mày bị xúc lên bót để tao phải ra lãnh thì phiền quá. Bởi vậy nếu mày có bí thì để hôm nào tao lo cho. Tao quen biết nhiều và mình có sẵn tiền kha khá thì xài cái gì cũng tốt hết. Sao cái gì ba cũng kiếm cách để xen vô lo cho con hết vậy? Cả đến chuyện đó nữa. Ông Hưng Phát ngẩng cổ lên. Coi, mày muốn tao bỏ phế mày sao? Tao không muốn có một đứa con ốm gầy mòn hay đi chơi bậy rồi mang bệnh về nhà. Mày đứng ở địa vị tao mày cũng phải vậy chứ. Hay là mày còn có ý kiến gì cao siêu hơn? Hải nhăn nhó. Nhưng con có gì đâu mà ba phải lo như vậy. Chứ tại sao mày kém tươi? Tại con mất ngủ. Ông Hưng Phát xì một tiếng. Thôi đi mày ơi, tao từng tuổi này mà tao không biết hay sao? Hải tức quá hỏi càng. Giá tỷ như con đây là con gái thì ba lo làm sao đây? Ông Hưng Phát khựng lại một giây rồi lại cười xòa. Thằng này hỏi lắc léo quá ta. Con gái thì đã có má mày lo, với lại con gái khác chứ mày. Hơn nữa nếu mày là con gái thì tao chỉ coi chừng có đổ về vấn đề giao du với bạn bè. Thì như chị hai mày đó, hồi chị hai mày chưa đi lấy chồng thì nó cũng chỉ quen biết với mấy cậu con trai của ông này ông nọ. Như vậy nếu có rủi ro với ai thì hổng cậu này cũng cậu kia, và cậu nào cũng dư sức làm rể nhà này hết. Cố nhiên là với một đứa con trai như mày, mọi việc sẽ rắc rối hơn. Con trai bề gì cũng được rộng chân rộng cẳng và cũng hay ẩu tả hơn con gái. Bởi vậy ta mới thường răn đe mày trong cái việc mày có bạn gái. Chẳng hạn như nếu mày quen biết với mấy con nhỏ như con Bích Ngọc thì tao yên tâm nằm ngủ. Trái lại... Hải nhíu mày. Trái lại thì sao đó ba? Ông Hưng Phát chăm chú nhìn lại con trai. Tao đã nói với mày nhiều về vấn đề này rồi mà. Trước sau gì tao cũng không có thay đổi ý kiến gì hết. Con trai cũng có thể rủi ro, cũng có thể lỡ. Ông Hưng Phát nghiêm nghị. Đừng có nhắc chuyện đó nữa mày. Tao không muốn nói tới nói lui gì nữa hết. Nhưng ba hay nói là ba lo cho con, lo đủ thứ lo, ngay cả vấn đề có thể đi chơi bời. Tao có cãi đâu, thì mày để cho tao lo chứ sao. Cố nhiên là nếu mày còn biết suy nghĩ thiệt hơn, còn biết thương tao quá nửa đời người, mà vẫn quần quật lo làm ăn như một con trâu cui, cũng chỉ để lo cho con cái, thì cái lo của tao sẽ được dễ dàng và dễ chịu hơn. Nói thiệt với mày, tao cũng luôn luôn sẵn sàng để lo cho mày trong trường hợp mày dại dột tình tự này nọ, hoặc mày tính đương đầu với tao. Tao dư biết rằng trong những lúc sốc nổi mày có thể làm khổ cho tao. Nhưng tao đây, tao cắt ca cắt cụm nuôi mày cho đến bây lớn, đâu phải là để buông xuôi cho mày khổ được. Tao không tin rằng trên cõi đời này còn có thứ cha mẹ nào lại ưng thấy con cái khổ, trừ khi họ không có cách để lo cho nổi. Ông ta thở ra, hễ hả dựa lưng vào ghế và cười nói tiếp. Cũng may là tao đây có đủ sức để lo cho con cái. Hải nhăn. Quan niệm hạnh phúc của mỗi người mỗi khác. Ông Hưng Phát chặn lời con. Tao biết mày muốn nói cái gì rồi. Trừ khi quan niệm hạnh phúc của mày đặt tuốt ở trên cõi tiên, cõi Phật hay cõi thiên đường gì thì tao cũng hơi ráng thiệt. Chớ nếu mày muốn nói thứ hạnh phúc đó chỉ có ở đâu trên miệt đồng xoài thì tao cũng còn khỏe khỏe chứ chưa sao. Nếu mày rời khỏi cái nhà này để cưới vợ trên đồng xoài, không một nghề ngỗng trong tay, không một đồng xu dính túi, rồi học hành lỡ cỡ, rồi đi lính, rồi vợ con nheo nhóc sống cù bơ cù bất, thiệt ở vào thời buổi này tao không làm sao thấy được mày sẽ có hạnh phúc ở chỗ nào trong mấy cái thứ mà tao chỉ vừa kể sơ sơ ra đó. Liếc thấy mắt Hải long lên sòng sọc, ông vội dịu giọng lại. Nè Hải, không phải tao muốn thách đố gì mày. Mày còn nhỏ còn chưa biết đời thì thế nào mày cũng dư tự ái để xài hơn tao rồi. Có điều là tao phải nói trước để mày khỏi có hành thân hành xác một cách vô ích, và tao đây cũng chẳng vui vẻ gì. Ông ta cựa mình trên ghế thở dài rồi bùi ngùi nói thêm. Cố nhiên là tao cũng phải sẵn sàng để chờ đợi trường hợp mày, chớ bất kể đến gia đình mình. Mày nghĩ đến mày, nhưng thật ra muốn và làm cho tao với má mày nặng lo thêm. Nay mày cũng đã lớn rồi, nên chẳng lẽ tao ngăn cấm đánh đập rầy la hoài hay bắt ép gì mày được. Nếu mày nhất định làm theo ý mày thì tao chỉ còn cách ngồi đó đợi. Hải nhíu mày. Đợi gì hả ba? Ông Hưng Pháp chép miệng. Thì đợi hễ mày làm bậy đâu tao hốt đó.
Và nếu hốt hết nổi thì liệu cách che giấu bớt cho mày chứ biết làm sao. Sau này mày có con rồi mày mới nhớ mấy lúc này mà thương tao. Hải bực tức nhìn lại cha mình và chợt để ý đến đôi bàn tay hơi thô của cha đặt trên thành ghế. Hải nhớ rằng ba mình mỗi lần la rầy con cái biết nhát, thường hay chìa đôi bàn tay thô của mình ra để nhắc nhở cho con cái nhớ rằng đôi bàn tay ấy chỉ mới biết chai từ mấy năm nay. Hải không rời mắt nhìn đôi bàn tay ấy và để ý luôn đến chiếc đồng hồ Omega vàng chói trên cườm tay của ba mình. Hải bất giác thở dài. Ông Hưng Phát chợt ngẩng đầu lên hỏi: Mày ăn cơm chưa? Hải dịu giọng đáp: Dạ chưa. Mày có đói thì vô biểu tụi nó dọn ăn trước đi. Dạ chưa. Ông Hưng Phát trìu mến nhìn lại con: Dở quá. Hồi tao mới lớn lên như cỡ mày, tao đói bụng hà rầm, nói ngay ra cũng bị đi làm cực khổ quá. Mày bây giờ cũng phải kiếm môn thể thao gì đó chơi để cho thân thể vận động đôi chút, chứ không thôi biểu thịt hết. Hải cảm thấy chua xót thêm khi được cha mình ân cần săn sóc đến sức khỏe của mình như thế. Ông Hưng Phát đã vô tình đưa ra hai trường hợp bắt Hải phải có sự so sánh. Ba mình lúc thiếu thời chỉ phải làm lục cực nhọc nên cơ thể luôn luôn vận động. Còn mình giờ đây mình phải chọn một môn thể thao nào đó để... Ông Hưng Phát chợt dương dài ngáp dài và kêu lên: À sao má mày và mấy đứa nhỏ đi mua đồ đạc gì mà về trễ dữ thần vậy cả? Hải nói đẩy đưa theo: Dạ chắc cũng sắp về rồi ba à. Ba có đói bụng để con vô kêu dọn cơm cho ba ăn trước. Ông Hưng Phát mỉm cười: Thôi để tao đợi một chút nữa. Tao ngồi ăn một mình thì tao chỉ ăn cho lấy có. Có má mày lu bu vô, tao vừa nói chuyện vừa ăn coi bộ được cơm hơn. Mắt ông ta chợt lim dim như mơ màng nhìn về một cõi nào. Rồi ông ta náo nức nói trống không: Nhà đông con cái, có mặt mệt mà cũng vui. Rồi đây lớp cháu ngoại, lớp cháu nội, thiệt lắm rắm mà cũng chẳng mấy hồi. Hải đâm ra buồn chán. Mỗi lần có dịp cãi lẫy với cha mình là mỗi lần anh ta phải nhận thêm cha mình là một người cha tốt. Và trước mọi sự lo lắng chu đáo của ông ta đối với mình không thể nào chê trách đến mực có thể nào oán hận ba mình. Hải chỉ còn cách oán hận chính mình. Anh ta muốn làm một cái gì để vượt ra khỏi cái bánh xe trái lăn của ông Hưng Phát cứ đều đặn quay tới và bắt mình phải nhịp nhàng quay theo. Anh ta muốn vượt ra dần trong giây lát để làm cho bộ máy quay kia trục trặc là tạm hả. Anh ta muốn lên thăm nguyệt cho được, ít ra cũng phải là như vậy. Không biết sao lần này Nguyệt muốn khoe với cha mình liền khi nhận được thơ của Hải báo tin sẽ lên thăm. Cô cầm bức thư đập đập lên tay, bước lại đứng trước mặt ba, làm tỉnh vô đề: Thơ từ ở dưới Sài Gòn lóng rài lên đây mau quá. Ông Năm ngước mắt lên vội nhìn lên phong bì và chưa chi đã sắc mừng rỡ: Chắc thơ của cậu Hải phải không? Ừ, ba nhìn ra tuồng chữ. Nguyệt mỉm cười khi nghe ba mình nhắc đến vụ tuồng chữ. Dạ phải. Ông Năm nhìn con đăm đăm. Nét mặt rạng rỡ của Nguyệt làm cho ông thêm vững dạ vì không sợ phải bị mừng hụt. Tuy nhiên ông cũng hỏi chắc: Chắc cậu lại nhắc về cái vụ lên cái đồng xoài chơi cho biết chứ gì? Nguyệt không khỏi cảm động trước sự lo âu của ba mình. Cô không muốn để cho ông phải hồi hộp lâu. Dạ phải, anh lên đó rồi ba à. Ông Năm cười liền rồi ngượng nghịu gãi đầu khi bắt chợt ánh mắt ranh của con gái. Ông biết là Nguyệt đã nhìn rõ thấu tâm can của mình. Nguyệt muốn tiếp cứu cho cha mình. Anh cho biết là Chủ nhật tuần tới anh sẽ lên. Ông Năm không muốn nói tránh gì nữa. Vậy hả? Ba má đoán thế nào cậu cũng lên đây chơi. Còn mày? Chợt nhận ra mình quá thô lỗ, ông vội gật gù nói tiếp một câu vô thưởng vô phạt. Nói vậy chỉ còn non một tuần lễ nữa hả? Nguyệt đâm ra lo lắng. Không biết đường xá lúc này có yên không đây? Ông Năm sốt sắng nói. Lúc này yên mà con. Ở đây xe cộ lên xuống Sài Gòn Hà Rầm, chuyện làm ăn mua bán coi bộ cũng bắt đầu ngôi lên hết. Thôi con vô cho má con hay đi. Nguyệt đỏ mặt ngoe ngoẩy. Thôi cho má biết làm chi? Ông Năm phì cười rồi làm mặt nghiêm. Coi cái đất đồng xoài này có nhà ngủ khách sạn gì đâu mà cậu Hải lên đây. Cậu sẽ đi thẳng lại đó mướn phòng ở rồi mới thả rệ lại thăm mình. Nguyệt thẹn thùng nhưng sung sướng.
Ba làm như phải đón tiếp khách khứa nào vậy? Thôi để thầy kệ vậy, chừng nào ảnh lên thì lên. Cô đâm ra ngập ngừng. Rủi vào giờ chót, ảnh mắc công chuyện gì lên không được thì kỳ lắm. Ông Năm gật gù. Chuyện đó mình không thể trách người ta được, nhưng vì con cũng phải cho má con hay đó Nguyệt à. Hà từ nãy giờ lấp ló ở cửa buồng để nghe trộm câu chuyện giữa chị và ba mình, vội chạy tọt vô nhà bếp để khoe gấp với mẹ. Má ơi, anh gì đó sắp lên thăm mình. Bà Năm đang kho cá kho khô quay lại. Anh nào mà thăm ai? Hà hấp tấp đáp. Thì anh gì của chị Nguyệt đó, thăm chị và thăm luôn cả nhà mình chứ còn thăm ai nữa. Vậy hả? Sao mày biết? Hà đỏ mặt. Thì con mới nghe sơ qua đây, chị Nguyệt với ba đang bàn tán từ nãy giờ ở trển đó. Bà Năm câu mày. Sao cái gì ổng cũng tính giấu tao hết vậy cả? Đâu mày lại coi chừng ơi cá kho giùm tao, tao chạy lên trển hỏi cho ra coi. Hà nhăn mặt. Má nhắc xuống luôn đi. Bà Năm trừng mắt. Để mày xạo sự lên trển nghe chuyện của người lớn hả? Thứ con gái gì à? Đây nè, ơ cá gần cạn rồi, mày coi chừng kỹ không thôi cháy khét hết trơn nó nghe. Phải tập nấu cơm nấu nước lần đi chứ. Hà phụng phịu bước lại bếp, trong lúc bà Năm hối hả đi lên nhà trên. Thấy bà ra, cả Nguyệt lẫn ông đều im bặt có vẻ ngượng nghịu. Bà Năm đi vòng qua trước mặt Nguyệt, ngó lơm lơm lên chiếc phong bì đang còn nắm trên tay con gái, rồi mới lên tiếng hỏi chặn chồng. Bữa nào cậu Hải đó lên trên này đó ông? Ông Năm khựng lại rồi lỡ ngỡ đưa mắt liếc chừng Nguyệt. Nguyệt rụt rè hỏi lại mẹ. Sao má biết hay vậy? Bà Năm lừ lừ nhìn chồng và con gái. Cái gì mà tao chẳng biết, bộ hai cha con tính giấu nhẹm luôn đó hả? Nguyệt ngó vào cửa buồng cười gượng. Chắc con Hà mới thấp thoáng ở đây mà đã ba chân bốn cẳng chạy vô học má hay chứ gì. Bà Năm không đáp mà hỏi gần. Hai cha con tính bàn tán rồi lo tiếp rước người ta êm hay sao mà không ai thèm cho tôi biết cái gì hết vậy? Ông Năm chắc lưỡi nói tỉnh khô. Thì tôi tính vô nói với bà kế bà ra đây bàn tán cái khỉ mốc gì. Cậu đó có muốn lên đây chơi thì cậu cứ việc lên chứ mình tiếp rước cái nỗi gì. Bà làm như là có quốc trưởng hay thủ tướng gì lên kinh lý vậy. Bà Năm không chịu thua, trề môi. Thôi đi ông ơi, ông đừng bày đặt nói nghe lãng xẹt như vậy. Bộ cậu đó ở dưới Sài Gòn không có chuyện gì làm nên mới bò lên đây kiếm mấy cái đồn điền để coi gốc cao su chơi sao? Hay là tôi với ông đây có duyên dùng gì lắm sao khiến cậu phải lên để làm quen với mình? Thử thời không có con Nguyệt ở đây coi cậu có chịu rời khỏi cái đất Sài Gòn không? Ông Năm cười trừ. Thì đã đành như vậy, nhưng có gì đâu mà bà phải trộn rộn. Bà làm như có bên đàn trai nào đến coi mắt con gái vậy. Cậu đó có lên đây mà bà săn đón quá lố như vậy người ta cười mình chết. Dẫu sao cậu cũng chỉ mới là bạn quen của con Nguyễn ở Sài Gòn. Bà Năm cự nữ liền. Ông làm như ông là người Tây người quê kỳ vậy à. Tôi có con gái lớn thì tôi phải gắt gao. Hãy có cậu nào lạ mà đến đây thì cậu đó phải tính đến chuyện đàng hoàng, chuyện lâu dài với nhà này. Và phải để cho tôi coi dò coi cẳng, coi giống coi dòng ra làm sao trước đã. Chứ khỏi có chuyện bước chân vô nhà này rồi lại xưng là bạn này bạn nọ theo kiểu ông nói đó được đâu. Con trai bạn với con trai, con gái bạn với con gái, mà rồi còn phải lựa thứ nết na đầm thắm nữa. Chứ cái gì mà có thứ bạn trái ngoe, bạn luôn tuồn như vậy thì mình biết đâu mà canh mà giữ mà tính chứ. Ông Năm lắc đầu mỉm cười nhìn lại con gái rồi nói. Bà sao hay la làng quá. Đã đành rằng mình không có để cho con cái tự do phóng túng quá cỡ. Nhưng con Nguyệt nhà mình đâu phải là thứ hư thân mất nết gì. Và cậu kia đã có ý đường hoàng lên đây thăm, tức là người ta cũng có ý sau đó. Nếu cậu có ý lén lút bậy bạ thì hồi con Nguyệt còn học ở dưới Sài Gòn, mình cũng chẳng biết đâu mà giữ mà canh cho được. Nay cậu đó tính lên đây thì kể ra mình cũng vững bụng phần nào rồi. Có điều là mình cũng nên bình tĩnh chứ đừng bợp chợp quá. Con gái mình cũng còn đó chứ có phải hư thui gì sao? Bà Năm dịu giọng lại. Thì tôi chỉ bàn trước với ông, chứ chẳng lẽ tôi ngu dại đến nước thấy người ta lên rồi nhảy a thần phù lại kêu là chàng rể rồi xưng má liền được sao mà ông thắc mắc? Nguyệt mắc cỡ rồi đâm lo. Má nói kỳ quá. Thật ra mình chỉ kể như anh Hải lên đây thăm chơi vậy thôi chứ chẳng có điều chi hơn nữa.
Bà Năm như không muốn hiểu Nguyệt nói gì. Lạ chưa, lên đây chơi sao được. Cậu Hải đó có bà con họ hàng xa gần với nhà này đâu, mà cậu lên đây cũng không phải tính chuyện mua bán làm ăn gì nữa. Nè Nguyệt, mày không tính nhắc đến chuyện bạn trai để bắt tao nghe lại đó chứ? Nguyệt giải bày tâm trạng của mình một cách khó khăn. Con muốn nói là nghĩ cho cùng ra thì giữa ảnh và con cũng chưa có gì là rõ rệt với nhau hết. Bà Năm giận lại liền. Vậy chứ mày muốn ra làm sao mới là rõ rệt? Đâu, mày nói tao nghe thử coi. Nguyệt càng thêm lúng túng. Con muốn nói là... Bà Năm lại ngắt ngang. Vậy mày có thương người ta không cái đã? Nguyệt lựa lời. Con có nhiều cảm tình với người ta. Bà Năm cười khẩy. Nói theo giọng tiểu thuyết hoài hà. Mày có thương thì nói là thương cho nó rõ gọn giùm tao. Giữa con trai con gái mà có nhiều cảm tình là sao nữa? Ông Năm vội can thiệp. Thì đó là một cách nó nói khéo, nghĩa là con mình cũng thương người ta, chứ còn gì nữa mà bà phải hỏi tới hỏi lui không biết nữa. Bà Năm hái xéo chồng. Thương ai nói là thương đại, không được sao mà phải nhờ ông là làm thông ngôn lại để tôi mới hiểu ra. Tại con Nguyệt nó nói là giữa nó với cậu kia chưa có gì rõ rệt, nên tôi mới lấy làm lạ chứ. Sợ mẹ hạch hỏi lôi thôi nữa, Nguyệt lên tiếng. Tại con nói không mấy rành, không rõ rệt có nghĩa là con với ảnh chỉ mới quen biết nhau vậy thôi, chứ ngoài ra bên cha mẹ ảnh con cũng chưa có biết người ta nghĩ sao nữa. Coi, sao mày bơ bơ quá vậy? Mấy cái chuyện đó mày phải đốc thúc cậu đó nói liền với cha mẹ của cậu, để coi người ta tính sao chứ. Trời ơi, gặp mấy vụ này mình phải làm nôn tới ngày một ngày hai còn chưa thấy gì, huống chi mày ở đó mơ mơ màng màng. May mà tao biết được, chứ không thôi có ngày mày mang quả. Nguyệt thở dài. Bởi vậy con nói với má là khi anh Hải lên đây, mình cứ kể như ảnh lên chơi vậy thôi. Con sợ má không hiểu rõ rồi má săn đón người ta quá thì coi cũng kỳ. Với lại ảnh cũng có thể hiểu lầm là mình thấy bên ảnh nhà giàu, rồi có ý cột buộc ảnh riết tới. Bà Năm lắc đầu nhìn con gái, tỏ vẻ thương hại. Thời buổi này mà mày hiền từ quá như vậy là chịu lỗ hoài cho mày coi. Ông Năm bật cười lên giọng chế nhạo vợ. Thiệt hết sức. Hồi nãy nói về chuyện bạn trai của nó thì bà làm rầm lên là nó quá lộng rồi. Bây giờ cũng chuyện đó bà lại chê nó hiền. Ông không biết gì hết trơn mà cũng bắt bẻ. Tôi nói đây là tôi nói tùy theo việc. Bộ con gái của mình là thứ đồ bỏ chó chê mèo ứ hư gì sao mà cậu nào cũng có thể xẹt lại đây chơi rồi xách đít đi luôn. Cậu Hải đó đã thương con mình, đã lên đây thì cậu phải tính tới giùm tôi luôn, chứ không có xịt tới xịt lui gì nữa được. Để cậu lên đây rồi cậu rút dù êm, rồi cả bầu trời thiên hạ đều hay biết hết, thì sau này còn ai dám vô đây để rước con Nguyệt nữa. Ông có con gái lớn à, mà sao ông nói ra điều gì tôi nghe cũng rầu quá. Ông Năm cười gượng. Bồ bà tính bắt xác người ta sao? Bà Năm điềm nhiên đáp. Tôi lo sao cho được thì thay kể tôi. Nguyệt có vẻ áy náy. Chưa có gì hết mà, má đừng làm quá có kỳ lắm má à. Bà Năm quắc mắt. Tao làm cái gì mà quá mà kỳ? Dẫu có ai cười chê gì mày để tao chịu hết cho. Đến đây bà dịu giọng lại để nói tiếp. Tao chịu cực chịu khổ trăm bề để sanh ra mày, rồi nuôi mày cho tới bây lớn mà tao còn không than một tiếng, thì bây giờ xá gì đôi câu tiếng cười chê. Miễn sao mà mày có nơi nương tựa cho đàng hoàng và được sung sướng là tao mừng. Tao chắc ba mày cũng vậy. Ông Năm gật đầu liền. Thì cha mẹ nào mà không muốn cho con cái được đàng hoàng sung sướng. Nguyệt cảm động nhìn lại ba má mình và đâm ra tin tưởng là mọi việc rồi sẽ tốt đẹp như ý mình mong ước. Tự nhiên Nguyệt rưng rưng muốn khóc. Cô chớp ngang và nhoẻn miệng cười nói với mẹ. Chủ nhật tới đây anh lên đó mẹ à. Cô nhìn quanh và vui vẻ nói luôn. Nhà mình lượm thượm quá. Ông Năm cười đỡ lời con gái. Chắc cậu Hải cũng dư biết là gia đình mình không phải lên cái xứ đồng xoài này để cất villa nghỉ mát. Trong một trường hợp hiếm hoi, bà Năm hoàn toàn đồng ý với chồng. Ừ, tôi cũng nghĩ như vậy. Cậu Hải phải biết gia đình mình ở trên cái xứ này là sao rồi. Bởi vậy tôi thấy cậu chịu lên đây chơi, tôi có phần vững bụng. Chắc cậu là người khá. Bà dây qua ngắm nghía dốc già của Nguyệt và hả hể tiếp lời.
Nói nào ngay, con Nguyệt nếu đem so với thiên hạ thì cũng chẳng thua ai cho lắm. Có điều là mình hơi nghèo một chút. Và nếu bên cậu Hải giàu có thì cũng là một chuyện bù qua sớt lại đó ông à. Nếu con Nguyệt nó xấu thì mình mới lo. Nguyệt đỏ mặt nhưng sung sướng và phụng phịu cự nữ mẹ. Má nói kỳ thế mồ, ở dưới Sài Gòn anh quen thiếu gì cô xinh đẹp. Tuy nói thế, nhưng Nguyệt cũng liếc chừng bóng mình phản chiếu trên mặt tủ kính đựng hàng, tay vuốt sửa lại tóc và rất lấy làm tự mãn. Bà Năm nheo mắt nhìn cô con gái đầu lòng, giọng tự phụ. Tao cũng dư biết như vậy, nhưng mày có ra sao thì cậu Hải mới chịu khó mà lên đây thăm. Tao tin chắc rằng nếu không có mày ở đây thì có lẽ cả đời cậu cũng không biết Đồng Xoài là cái xứ nào nữa. Được rồi, có cái gì mày phải cho tao biết thì tao mới lo tới cho mày được. Chứ cứ nói với ba mày thì ông để lụi sụi rồi ăn trét hết. Thân phận con gái thời buổi này khó lắm Nguyệt à. Hồi ở Bình Dương tao thấy thiếu gì nhà khá giả, có con gái giỏi mà ế chồng cả đống ra đó, tao thấy mà phát ớn. Ông Năm bị vợ nói xéo nhưng cũng đành cười trừ. Vì dầu sao ông cũng thấy là vợ mình hoàn toàn có lý khi biết lo cho con gái, tuy rằng cách lo đó hơi sát rạc một chút. Ông cũng chẳng mong muốn gì hơn là thấy con gái kiếm được một tấm chồng đàng hoàng, chắc được sung sướng hơn. Bà Năm chợt hỏi Nguyệt. Vậy cậu Hải lên đây chơi rồi về liền hay ở chơi đôi ba ngày? Nguyệt nhíu mày nhìn lại mẹ. Chắc ảnh về liền chứ ở đây sao được. Bà Năm gật gù rồi làm ra vẻ không mấy chú ý đến việc đó. Ừ, chắc vậy, nhưng lên rồi về liền thì hơi lật đật. Thôi để rồi tao tính. Nguyệt thắc mắc muốn hỏi kỹ lại mẹ, nhưng thấy không tiện nên nín thinh luôn và kiếm cớ lãng vô buồn để đọc kỹ lại bức thơ của Hải. Tuy bức thơ ấy chỉ có một trang nhỏ chữ. Hải tay xách chiếc sắt kiểu du lịch hàng không, lớn ngớ bước ra khỏi chiếc xe đò cũ kỹ, lấy kiếng mát xuống để ngơ ngác ngó quanh. Hải nheo mắt lại vì ánh nắng chói lòa bên ngoài. Anh ta không về quận lỵ này lại quá nhỏ bé như vậy. Tất cả chỉ có một nhúm nhà cửa thô sơ và chỉ có một con đường chánh chạy ngang qua. Hải để ý đến khu nhà gạch khang trang và có rất nhiều xe nhà binh đậu chật sát gần đấy, và đoán chừng đó là khu hành chánh và quân sự của quận. Một chiếc áo cánh màu đỏ hiện trong nắng ở trước mặt Hải. Anh ta nhận ra ngay mà mừng rỡ kêu lên. Nguyệt! Nguyệt chạy ào đến và kêu lên như là gặp gỡ Hải một cách bất ngờ gì vậy. Trời ơi anh Hải! Hải mỉm cười nhìn quanh rồi lại nhìn Nguyệt. Sự xuất hiện của Nguyệt như tách rời hẳn ra khỏi cái quang cảnh tiêu sơ, cằn cỗi, khô khan bao quanh hai người. Nguyệt tiến về trước mặt Hải và Hải chỉ đứng nhìn rồi tủm tỉm cười. Nguyệt chớp mắt nhìn sững người yêu và tưởng chừng như có thể khóc ngay được. Hải chợt để ý đến khóe mắt rưng rưng của Nguyệt, nghiêm mặt lại và vội hỏi. Sao đó em? Nguyệt lắc đầu mạnh nói nhanh. Không, em tưởng như anh không sao lên được. Hải lừ mắt âu yếm. Thì anh đây này. Nguyệt nhoẻn miệng cười. Bởi vậy em mới mừng. Liếc thấy có người ở gần đấy tò mò đến sổ sàng nhìn mình và Hải, Nguyệt vội nói. Thôi mình đi về nhà chứ đứng đây phơi nắng sao? Hải sẻn lẻn nhìn quanh rồi gật đầu. Ừ thì đi. Coi bộ dân ở đây để ý đến mình quá. Nguyệt đáp nhưng không nhìn lại Hải. Ở chỗ nhỏ có ai lạ lại thì họ hay dòm ngó. Rồi Nguyệt to tiếng hỏi Hải cho đỡ thẹn với những người đang soi mói nhìn hai người. Anh có đồ đạc gì nữa không? Hải nâng chiếc sắt lên. Không, gia tài sản nghiệp của anh chỉ có bấy nhiêu thôi. Nguyệt khẽ gật đầu, đoạn bỏ đi trước. Hải bỡ ngỡ nói gót theo sau và hỏi. Nhà em ở đâu? Có xa không? Nguyệt quay lại mỉm cười, hất hàm chỉ về phía trước. Tới liền bây giờ, ở đây đâu còn phố xá gì khác nữa mà xa. Vừa lúc đó con Hà và thằng Tám chạy ùa tới, rồi lững khững đứng trước mặt hai người và cùng nhìn Hải cười tủm tỉm. Nguyệt vội giới thiệu. Mấy đứa em, con Hà và thằng Tám. Rồi dây qua hai em, Nguyệt lúng túng ngay. Còn đây là... Hà ranh mảnh đỡ lời chị. Em biết anh Hải viết thơ cho mình chứ ai. Thằng Tám gật đầu tỏ ý rằng mình cũng am tường nhưng thật thà hơn. Anh Hải ở Sài Gòn đó mà. Hải sẻn lẻn vội gật đầu chào hai đứa em của Nguyệt một cách khá trịnh trọng, như là giữ lễ với một người lớn nào vậy. Nguyệt bật phì cười rồi tiến lên. Thôi đi chứ. Hải lại lúc thúc đi sau Nguyệt, và con Hà và thằng Tám thì hớn hở, mỗi đứa đi kèm một bên. Thằng Tám soi mói ngắm nghía chiếc sắt trên tay Hải.
Còn Hà lại không ngớt nhìn trộm gương mặt của người mà nó sẵn tin là anh rể tương lai của mình. Gần đến nơi, Hà và thằng Tám chạy tọt vào nhà trước để phi báo. Một thoáng sau, ông Năm bà Năm đã trực sẵn ở trước cửa tiệm để đón khách. Nguyệt chậm bước để đợi Hải và nói nhỏ: "Tới rồi đó, ba má em đang đợi anh." Hải càng thêm luống cuống, ngớ ngẩn hỏi: "Bộ em có cho hay?" Nguyệt phì cười: "Anh tưởng trên này cũng giống như dưới Sài Gòn sao mà lén lút giấu giếm được. Anh lên đây thì chỉ một chút xíu nữa, cả xứ Đồng Xoài này đều hay biết." Hải lo ngại: "Như vậy phiền quá ha." Nguyệt vui vẻ trấn an anh ta: "Chỗ nhỏ thì vậy chứ có gì là phiền." Hải muốn nói gì thêm nữa, nhưng ông Năm tiến lại tươi cười chìa tay ra. Hải vội nắm lấy tay ông ta, lý nhí chào hỏi luôn. Bà Năm đứng gần đó. Nguyệt hơi quýnh, định lên tiếng giới thiệu, nhưng ông Năm nhanh ý muốn đỡ vớt cho con gái: "Cậu Hải đây phải không?" Hải gật đầu liền: "Dạ, cháu ở Sài Gòn lên chơi." Nguyệt mới tỉnh táo nói chen vô: "Ba má của tụi này đó anh Hải." Trước mặt ông bà Năm, Nguyệt muốn tránh xưng tiếng em quá thân mật ngay với Hải. Từ nãy giờ bà Năm chỉ mỉm cười gật đầu chào trả lễ với Hải, chứ chưa nói năng gì hết, vì bà còn bận coi dò coi cẳng chàng trai này. Cố nhiên là bà không phải mất nhiều thì giờ để đi đến chỗ chịu thầm rằng: "Thằng coi được à, mặt mày sáng sủa, người cao ráo, nhất là nó coi bộ hiền hậu chứ không lất ca lất cất như ba đứa con nhà giàu khác." Có điều bà hơi chê một chút là cái thằng sao có tiền có của mà lại ăn bận sập sụi quá. Bà nghĩ rằng một cậu con trai đi đến nhà bên đàn gái thì ít ra cũng phải mặc áo sơ mi trắng dài tay, có nút măng xếch, quần ủi thẳng băng, giày da đen đánh bóng, chứ đâu lại bận sơ mi ngắn, quần không nếp và đi thứ giày gì mà cũ mềm và xù xì. Hết tập 4. Còn tiếp